hướng dẫn sửa lỗi tải xuống màn hình Wayback. Thì đây là một cái video của mình, và khi mình ấn download xuống thì nó sẽ hiện lên một số cái lỗi trông như thế này. Đây thì nó liên quan đến cái phông chữ. Thì chúng ta đọc cái này ở cái dòng số 2 này thì chúng ta có thể copy cái phông chữ và copy vào cái file như thế này, hoặc là chúng ta có thể rename project name. Tức là sao, trong cái này ấy, thì chúng ta không được phép viết có dấu, tức là cái tên file ấy, thì không nên viết có dấu nhé. Tất cả những cái màn hình Wayback hay là POC ấy, thì chúng ta nên viết chữ và để nó ở cái chế độ là không dấu tên của cái file ấy. Đây thì mình sẽ viết thành không dấu và mình save lại. Đấy, sau đấy thì mình sẽ tải xuống, nó download thì nó sẽ lập tức mất cái lỗi kia đi. Thì cái này là lỗi liên quan đến phông chữ, thì nó sẽ liên quan đến cả phông chữ ở trong màn hình mà chúng ta viết và cả cái phông chữ mà chúng ta đặt tên cho cái file. Thì đây là cái cách nhanh nhất để mà sửa cái lỗi này, đó chính là đổi luôn cái tên file. Ok.